Thứ sáu. C6H14. 6C này, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Sau đó các em cắt cái C cuối. À, cắt C cuối cho vào vị trí số 2 này. 1 2 3 4 5. Rồi, sau đó thì các em đẩy sang bên cạnh. Đẩy sang bên cạnh. Đúng không? Cho Khánh chưa có đẩy sang bên cạnh đúng không? À, Thắng con anh thế đấy, đẩy sang bên cạnh, đẩy sang đây. Thế chúng ta đẩy sang đây không? Đây các em ý là nếu như không có cái C này nhá thì hai cái C này đối xứng này, thế còn C ở giữa là không đối xứng gì cả, vậy thì các em đẩy ở giữa thôi, đẩy sang đây không? Không, bởi vì nó có sẵn đối xứng cái này rồi đấy, vậy thì các em không đẩy sang đây nữa. Thế muốn tạo được phân mới thì các em lại xuất phát từ cái thứ hai này. Em cắt trong cuối này. Gắn trên đầu. Đấy. Thế sau đó này đẩy cái này sang đây. Nó có đối xứng không? Nếu không có cái nhóm này nhá, kiểu gì không có cái nhóm này. Vậy thì hai vị trí này đối xứng nhau không? Nếu không có cái C này thì đối xứng thật. Thế nhưng có C này thì có đối xứng được không? Đấy, bây giờ các em tưởng tượng là chúng ta có một cái đường thẳng như thế này. Đường thẳng như thế này. Thì các em cứ nghĩ là cái C này và C này đối xứng nhau là không phải đâu, bởi vì nó còn cái C ở dưới nữa. Cái C này thì để gắn với cái C ở đây. Thế còn C này là nó xa. Vậy thì hai C này có đối xứng đâu? Không đúng không? Vậy là cho vào đây. Sau đó đẩy sang đây vẫn ra cái mới. Đấy, Thắng hiểu chưa? Đấy, nếu em bảo là hai cái C này đối xứng là không phải đâu. Nếu không có cái này, không có cái này thì hai này đối xứng thật. Nhưng mà vì có cái C sẵn ở dưới này rồi, vì vậy mà cái C bên này với C này không đối xứng. Thế còn ở đây thôi không ra nữa. Nếu mà em cho ra đây nhá, sau đây thì nó khác gì với cái này đâu. Bởi vì em đẩy ở dưới hay đẩy lên trên là giống nhau mà. Em đẩy ở dưới hay lên trên thì hai này giống nhau. Đấy, vậy thì nếu em đẩy ra đầu này sẽ giống cái này mất. Em hiểu ý này không? Đấy, vậy cái C này sẽ không phải, hiểu chưa? Mà đẩy cái C này sang đây này. Đấy, ra cái mới. Đây, C ở đây. À đâu, xin lỗi, C ở đây. Đây, này. Cái này nhầm. Đây, C ở đây. Xong đẩy sang bên này. Đấy. Thế là hết. 1, 2, 3, 4, 5 đồng phân. 4, 5 cái. Thế sau đó thì các em điền H cho đổ vào. Đấy. Thôi điền H thì thôi cũng được. Các em biết cách làm là rồi. Được chưa? Ok, vậy chúng ta đã học xong về cách viết đồng phân của Ancan. Đọc tên một chút nào. Đọc tên. Chất 1 này đọc tên là gì nào? Ai Dương Phong nào? À, Mẩy Dương nào? À, Hexan. Chất thứ hai là ai xung phong, không ai đọc được à? C 6 mà 1 2 3 4 5 6, 6 phải là gì? Iso hexan. Đấy, hoặc là đánh số 1 2 3 4 5, hoặc là gì? 2-metin. Bây giờ đọc, đã đọc mạch nhánh thì chúng ta không tính mạch nhánh nữa, chỉ tính mạch chính thôi. 5 carbon là gì? À, pentan. Nếu như mà tính cái iso này, tức là tên thông thường này, phải tính cả C ở mạch nhánh. Thế còn khi mà đánh số đã chọn mạch chính thì đọc tên nhánh riêng và thêm mạch chính riêng, phải không gộp. Này đánh số nào. 1 2 3 4 5. Cái này không đọc được iso nữa. Cái nhóm CH3 nó gắn được carbon số 3 rồi, không đọc iso nữa. Iso chỉ carbon, cái bon nhỏ mảnh nhánh này gắn carbon số 2 thì là iso thôi. Thế còn đến số 3 không iso nữa. Phải đọc thế nào đây? Ai xung phong à? Có xung phong có điểm. Mời Thắng nào.
Bametin. À, Pentan đúng rồi, tốt lắm. 4 nào. Rồi Khánh nào. 2. Đây là số 1 này, số 2 này, số 3 này, số 4 này. Có hai nhánh, có hai nhánh thì các em phải ghi rõ số chỉ của hai nhánh luôn. 2,2 đi mê tin. Gì nữa? À, Bhutan, đúng rồi, tốt lắm. Có hai số chỉ phải ghi cả số 2. Là cái số 5 nào. Bây giờ Nam nào. 1 2 3 4 xem lá. 2 3 dimetin butan. Rất tốt. Nói chung là thầy thấy các em học cũng khá tốt đấy. Nếu mà các em học thầy từ lớp 10 hoặc lớp 11 thì các em hóa giờ các em đã tiến bộ lắm rồi. Các em đã xuất sắc rồi. Nói rồi là cũng hơi muộn tí. Nhưng mà cái lớp 10, từ lớp 10, 11 các em cũng không biết đúng không? Thì bây giờ không phải lo gì. Là nó cũng hơi gấp thời gian nên là thầy chỉ dạy gọi là cơ bản nhất thôi. Không có thời gian để dạy nhiều. Bởi vì các em học được một tuần một buổi. Bây giờ chúng ta sẽ học sang Anken. B là Anken. Mà sẽ giới thiệu thôi. Anken thầy ví dụ. CH2 lấy cái đôi CH2. Đấy. CH3 CH cái đôi CH2 như này. Và chén Anken. Nó là hydrocarbon rồi. Trong đó có chứa gì đây các em? 1 lấy kết đôi đúng rồi, chứa lấy kết đôi. Đấy. Chứa một lấy kết đôi và chứa một lấy kết đôi thì người ta gọi là không no các em ạ, nó gọi là không no. Đấy. Tại sao gọi là không no? Bây giờ thầy giả sử đây nhá, thầy viết rõ này ra, đây viết rõ ra là C H H H H. Bây giờ thầy làm cho nó đứt một liên kết ra, đứt liên kết này ra, sau thầy gắn thêm 2H nữa có được không? Có ổn không? C này hóa trị mấy đây? Đây nhá, lúc đầu nó là liên kết đôi như này, thì nó có 2H thôi, này 2H thôi, nhưng bây giờ thầy cho liên kết đứt ra. Đứt ra xong này, thầy gắn thêm mỗi cái một H nữa có được không? Các em thấy hóa trị của C vẫn là mấy thôi? Vẫn là mấy? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nó vẫn là 4 thôi. Nó không thay đổi. Nó có được không? Được. Hóa trị cứ không vượt quá 4 là được. Lúc nào cũng 4 là được. Vậy thì lúc đầu là... Lúc đầu hóa trị 4 em ạ. Đây nhá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2C được hóa trị 4. Thầy cho đứt ra, thầy gắn thêm 2H nữa thì hóa trị vẫn là bao nhiêu thôi? Vẫn là 4, vậy thì vẫn được. Có nghĩa là nó có thể nhận thêm được nguyên tử khác vào. Đấy, có nhận thêm được nguyên tử khác vào thì tức là nó còn đói. Đói thì người ta gọi là gì đây? Là không no. Vậy các em hiểu là không no chưa? Có liên kết đôi thì là không no vì nó có thể nhận thêm được nguyên tử khác vào. Ok, Anken là chứa một liên kết đôi. Mạch của nó là mạch gì? Mạch thở hay mạch vòng? Mạch thở. Đấy. Anken là hợp chất hydrocarbon chứa một cái đôi mạch thở. Và quan trọng nhất là công thức của nó ở dạng gì? Đây nhá, thầy viết gọn này. Viết gọn lại này, này. Là C2H mấy? H4 và ngày C3 H6. Mày em tổng kết lại xem nó có cái dạng thức là dạng gì. CNH bao nhiêu? CN H2N đúng rồi. Đấy, C2H4 nhân đôi mà C3H6 nhân đôi. Vậy thì C4 thì H mấy? Là H8 đúng rồi. Đấy. Vậy công thức của nó sẽ là CNH2N.
Đấy là anh Ken. Đấy, về anh Ken. Ok, thế còn ngoài ra thì còn có Ankin này, AnKDN, thầy giới thiệu thêm thôi để các em biết. C là Ankin. Ankin thì đây thầy ví dụ này, CH3, CH liên kết 3 CH hoặc là C. Đấy. Thì tức là nó có chứa cái gì các em nhỉ? Một liên kết 3 đúng rồi, một liên kết 3. Và cái này nó cũng gọi là không no. Mạch cũng là mạch thở. Và công thức của nó là dạng là CnH2n-2. Ankin là CnH2n-2. Để thầy hướng dẫn đến phần D là AnKDN. AnKDN. Thì AnKDN thầy lấy ví dụ CH2 liên kết đôi CH, CH liên kết đôi CH2. Đấy. Ví dụ thế. Vậy thì các em thấy là nó có mấy cái liên kết đôi đây? Hai liên kết đôi, đúng rồi, chứ hai liên kết đôi. Chứ hai cái đôi thì cũng là không no. Mạch cũng là mạch thở. Và công thức của nó cũng giống như Ankin em ạ, cũng là CnH2n-2. Đấy, thầy chỉ giới thiệu thôi chứ còn không học kỹ, không học tính chất, không học các cái phản ứng thường nhất gì, mất thời gian. D, E là aren. Aren thì nó như thế này, nó có một cái chứa một cái vòng như này em ạ. Đấy. Đây là CH, HC. Đấy. Một cái vòng gồm 6 carbon tạo thành một cái vòng tròn khép kín. Và giữa các carbon này thì là có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn. Cái phân tử này người ta gọi là gì nhỉ? Là benzen. Có tên là benzen em ạ. Và người ta ký hiệu gọn này, ký hiệu gọn là một cái vòng tròn này, một cái hình lục giác đều như này, sau đó có một vòng tròn bên trong. Đấy, cái hình lục giác đều này chính là 6 đỉnh, 6 nguyên tử C gắn với 6 nguyên tử H. Thế còn cái hiệu vòng tròn bên trong là cái gì không? Vòng tròn bên trong là người ta ký hiệu thay cho ba cái gì đây? Ba liên kết đôi. 6 đỉnh là 6 nguyên tử C và 6 nguyên tử H ra với nhau. Thế còn vòng tròn bên trong là ký hiệu thay cho cả ba liên gạch này. Thế ngoài ra thì chúng ta có thể thêm cái nhánh ở ngoài em ạ. Thêm nhánh ở ngoài. Để nhóm CH3 ở đây. Thế thì cái ngã 3 này các em hiểu là cái gì không? Cái ngã 3 này chỉ là 1C thôi em ạ. Đấy, 1C thôi. Bởi vì là muốn thêm nhóm CH vào thì em bỏ H đi mà. Bỏ H gắn với CH3 đúng không? Vậy thì cái ngã 3 này chính là gì? Chính là 1C. Thế còn đây là gì? Đây là gì đây? CH ở đây là gì? CH ở đây. CH bên này. CH ở đây. CH thế còn ở đây? Chỉ 1C thôi. Chỉ 1C thôi. Còn trên này là mới là CH3. Chỗ này chỉ là 1C thôi nhá. Vậy viết gọn cái này lại. Ta viết gọn này lại là như này, C6H6. Đây viết gọn lại thì là gì đây? Là C6H mấy? H5 và CH3. Đấy, C6H5 chính là cái vòng ở dưới này. Thế còn CH3 ở trên này. Đấy, thầy mới ví dụ một số cái như thế.
Thì những cái chất mà có cái vòng men gen này người ta gọi là aren em ạ. Những chất mà có chứa vòng men gen thì người ta gọi là aren. Vậy aren là gì? Aren đó là chứa vòng men gen. Aren là chất mà chứa vòng, chứa có cái vòng men gen này thì gọi là aren. Công thức chung là CnH2n-6. Đấy, CnH2n-6. Thầy giới thiệu xong một số các cái dạng chất về về hydrocarbon. Buổi sau các em sẽ học, bắt đầu là học về este, học về lớp 12. Từ giờ đến cuối giờ là thầy sẽ dạy ôn lại một chút về kiến thức lớp 11. Bây giờ thầy sẽ dạy các em phản ứng đặc trưng. Phản ứng đặc trưng. Một số phản ứng đặc trưng. Một số phản ứng đặc trưng của hydrocarbon. Học chung như thế. Một số phản ứng đặc trưng của hydrocarbon. Đặc trưng nghĩa là gì? Có nghĩa là nó là cơ bản nhất đấy, là cốt lõi nhất. Đây, bây giờ thầy xét phản ứng thứ nhất là phản ứng thế. Thế halogen. Phản ứng thế halogen. Halogen nghĩa là gì? Có nghĩa là clo hoặc là brom. Đấy. Phản ứng thế halogen. Phản ứng thế halogen là chỉ áp dụng cho những chất nào mà nó no chính. Đấy. Phản ứng thế halogen thì có hai chất là chất ancan và aren. Thì có hai loại chất này có phản ứng thế. Thế ví dụ này. Ví dụ như là CH4 cộng với CL2 có ánh sáng như này. Đây là phản ứng đối với hợp chất no đấy. Thì có 4H. Có 4H. Các em cho nó đẩy MH ra thầy. Đẩy MH ra. Vậy còn CH mấy nhỉ? CH3. Đẩy MH ra thì còn CH3. Thế sau khi đẩy MH ra thì có 2 clo thì có 1 clo sẽ nhảy vào, thế cho đúng cái H đấy. Vậy được CH3 gì? CL. Thế còn cái H đẩy, cái H nhảy ra đấy kết hợp với một cái CL còn lại để thành gì? HCl. Đấy, cái mình dùng nhá. Đây, thầy viết sang đây cho rõ này. CH4 thì giờ CH3 gắn một cái H. CL với CL gắn với nhau. Hai đẩy ra này. Đấy, thằng này đẩy ra. H. H em đẩy ra. Đẩy CH3 CL này. Thế sau khi cái H mới đẩy ra thế cho đúng vị trí của cái H này, của cái CL này, vậy ta được cái sản phẩm phụ là gì đây? HCl. Em hiểu vấn đề chưa? Bây giờ chúng ta lấy cái aren, benzen đi. Benzen là C6H6 cộng với CL2. Cái này phải có bột sắt. Bột sắt làm xúc tác. Có nhiệt độ. Thì cũng tương tự như vậy, các em đẩy thành một cái H ra. Và thế vào nó bằng một cái clo. Phải được cái gì các em? C6
H5 CL cộng HCL đây là phản ứng thế. Sau đây chúng ta sẽ học một cái loại thứ hai, đó là phản ứng cộng. Phản ứng cộng. Cái này là áp dụng cho cái loại có liên kết 3 hoặc là liên kết đôi các em ạ. Đấy. Liên kết 3 hoặc liên kết đôi thì tức là anken hoặc là ankin hoặc là ankadien. Rồi có. Đây là có liên kết đôi. Thì có phản ứng này. Bây giờ thì em tùy em lựa chọn có nghỉ 3 phút hoặc là học tiếp đến 11 rưỡi. Em lựa chọn đi. Tùy các em. Muốn học tiếp hay là cho thầy cho nghỉ 3 phút? Học luôn nhé. Học luôn nửa tiếng nữa. Phản ứng cộng có liên kết đôi. Ok, thế thì anken thầy ví dụ này. CH2 liên kết đôi CH2 cộng với lại H2 chẳng hạn. Thì có 2H này. Đầu tiên là cái liên kết đôi thì sẽ có 2 liên kết các em ạ. Liên kết đôi có 2 liên kết nhỏ. Thì trong 2 liên kết nhỏ này sẽ có một liên kết bền và một liên kết kém bền. Đây thầy viết to cho các em nhìn rõ cho rõ nha. CH2 như này. Đấy, CH2 như này. Thì trong liên kết đôi sẽ có một liên kết bền và một liên kết thứ hai là liên kết kém bền. Chúng ta không cần phân biệt ở trên hay ở dưới các em ạ. Ở trên cũng được, ở dưới cũng được. Cứ có nghĩa là hai liên kết này thì sẽ có một liên kết là kém bền. Kém bền thì nó đứt ra. Đứt ra. Đấy. H với H cũng đứt ra. Đứt ra nha. Đứt ra, thằng này cũng đứt ra. Sau đó thì H sẽ đi vào một bên và H sẽ đi vào một bên. Đấy, vậy thì đang là CH2 gắn thêm H vào được cái gì? CH3. Phải gắn thêm vào được cái gì? CH3. Đấy. Thế còn ankin hay ankadien cũng thế thôi. Thầy thì lấy ví dụ đối với anken thôi. Ankin thì cũng thế, ankadien cũng thế thôi. Xúc tác thằng này là niken. Nhiệt độ. Thầy giới thiệu sơ sơ như thế thôi. Thế còn khi mà các em học các cái bài chi tiết thì có đâu thầy sẽ chỉ đến đấy. Phản ứng đặc trưng thứ 3 là phản ứng trùng hợp. Trùng hợp. Các loại này đã áp dụng cho những hợp chất mà có liên kết đôi. Đấy, giống như anken này. Đấy, đó chỉ là hầu như chỉ có anken thôi. Thì mô hình tổng quát như thế này. Mô hình tổng quát thì ví dụ đã. Rồi, CH2 liên kết đôi CH2 như này. Đấy. Thì dưới tác dụng, hình dung như thế nào? Dưới tác dụng của xúc tác, nhiệt độ thì cái liên kết này đứt này. Đứt. Như cái này đứt. Đấy nha. Đứt thì cái này ra. Đứt ra. Đấy. Các em hình dung đứt ra thì thành hai nửa liên kết các em ạ. Đây là một nửa, đây là một nửa. Thì cái nửa liên kết này các em hình dung là nó sẽ quay sang bên này. Đấy, quay sang bên này. Thì ta viết sang bên này. Thế cái nửa liên kết này cũng thế, nó sẽ quay sang bên này. Ta viết sang bên này. Các em hình dung ra không? Đây nha, thầy sẽ mô tả. Đây là hai nửa liên kết này. Đang là nó chập này, đứt ra. Đứt ra xong rồi nó quay ra gì nhỉ? Nó quay ra hai bên như này. Đấy. Các em hình dung được không? Đây nha, nó đang chập như này. Đấy, nó chập này xong rồi nó quay ra hai bên như này. Đấy.
Cái này các em không cần ghi được, tí nữa các em ghi sau. Thế thì một phân tử ăn một phân tử khác cũng như thế, một phân tử ethylene khác cũng như thế, cũng sẽ được một đoạn như này. Đấy. Một phân tử ethylene, đây là ethylene mà, ethylene, một phân tử ethylene khác cũng như thế, cũng sẽ được một đoạn như này. Thế đấy, hai cái hóa trị tự do này đặt cạnh nhau thì làm sao? Nối lại với nhau. Nối lại với nhau. Hai cái hóa trị tự do này đặt cạnh nhau thì làm sao? Nối lại với nhau. Và cứ như vậy thì nối dài ra, nó sẽ nối dài ra hàng nghìn mắt xích em ạ. Hàng nghìn mắt xích. Vì vậy mà từ rất nhiều các phân tử nhỏ hợp lại chúng ta được một phân tử thế nào? Phân tử lớn. Đấy. Và người ta viết gọn lại như sau. N. N lần như thế. Em hiểu là lần là gì không? Nghĩa là có rất nhiều mắt xích. Nào, vậy thành này là CH2 tất cả N lần. Có N mắt xích này thì có N cái này. Đấy, đây gọi là phản ứng trùng hợp. Em cần ghi thành phương trình này thôi. Thế các em đã hiểu phương trình này chưa? Đấy, ghi xong thì nói tiếp. Xong chưa? Bây giờ thầy lấy ví dụ thứ hai. Đấy. C L chẳng hạn. Em ghi xúc tác đây nha, xúc tác độ áp suất. Độ áp suất. Bây giờ các em viết thầy phản ứng này xem. Ví dụ 2. Tự viết thầy xem. Không chưa? Đúng rồi đấy. N lần thôi. Y hệt thế này, em chỉ đứt này ra cho thằng này một nửa xong rồi N lần thôi. À, không có cái CH gì ở đây đâu. À, y hệt như thế thôi. Biết rồi chưa? Rồi. Tốt, y hệt thế các em ạ. Copy y hệt này sang CH2, CH, CL. Thế nhưng mà cái này kết ở dưới này các em cho đứt ra, xong rồi chia thành hai nửa. Mỗi bên một nửa, sau đó thì thêm N lần đây cho thầy. Đấy, xong đây N, thêm đây là gì nhỉ? N, thế thôi. Chúng ta học xem loại phản ứng đặc trưng thứ ba. Đó là phần thứ tư, đó là phản ứng cháy. Tốt cháy.
chạy. Phản ứng đốt cháy thì tất cả các hydrocarbon thì đều cháy ra CO2 và nước hết em. Tất cả đều cháy. Tất cả đều cháy. Tổng quát là CHI cộng O2 đấy, để thành CO2 cộng HCO. Tất cả đều cháy, dù là anken, ankan, ankin, aren thì đốt đều cháy hết. Và nó giống cái ngọn lửa, nó giống như là đốt ga các em ạ. Ở nhà các em nấu bếp ga như nào ấy thì cái ngọn lửa màu xanh ấy, đấy, tất cả các cái hydrocarbon đốt cháy đều ra ngọn lửa màu xanh giống như đốt ga ấy. Ga chính là gì? Ga chính là hỗn hợp gồm các hydrocarbon, gồm có C1, C4 đấy, tầm đó. Cân bằng à? Ai xung phong cân bằng thầy ạ? Thắng nào? X rồi. YC2 tốt. Đúng rồi, không có Z thì không cần phải trừ đúng không? 2X cộng Y/2. Đấy, tất cả trên 2. Tốt. Tốt đấy. Cộng điểm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, đó là học về một số cái về ancol, aldehyde các thứ. Các em học thầy xem đánh mục tiêu nào rồi nhỉ? Ba lớn là phân loại chất hữu cơ, một là hydrocarbon. Bây giờ các em sang phần 2. Phần 2 là dẫn xuất của hydrocarbon. Dẫn xuất của hydrocarbon. Thế thì mục này thầy chỉ giới thiệu thôi để các em hiểu là có loại gì và khái niệm của nó như thế nào. Đấy, cũng không kỹ được. Thời gian nó có ít nên là thầy sẽ dạy và tắt thôi. Thứ nhất đó là A là ancol. Ancol thầy ví dụ này. Ví dụ là CH3OH, C2H5OH. Đấy. Rồi là CH3CHOH. Đấy, ví dụ thế. Hoặc đây. CH2OH. Tất cả thế này gọi là ancol. Thế thì các em hiểu ancol là chất phải có chứa nhóm gì nhỉ? OH. Đấy, tất cả chất phải nhóm OH. Thế nhưng mà cái này thì không phải ancol nhá, mặc dù có nhóm OH. Đây. Mặc dù là có OH nhưng mà không phải ancol.
Vậy thì có phải là cứ có OH bằng ancol không em? Không phải. Vậy thì ancol nó phải là có OH đúng rồi, nhưng mà phải đảm bảo thêm một yếu tố nữa. Cái C mà gắn OH này phải là C chỉ có liên kết đơn thôi. Đấy, C gắn OH cũng chỉ liên kết đơn đây. Cái C gắn OH này cũng chỉ liên kết đơn này. C này cũng chỉ gắn OH này cũng chỉ có liên kết đơn thôi. Thế còn hình dung ra đây là C mà và đây là liên kết đôi. Vậy thì cái C mà có liên kết đôi gắn OH thì có phải là ancol không? Không phải. Đấy, thế cái C mà có liên kết đôi gắn OH thì có phải ancol không? Cũng không. Không phải. Vậy thì từ đó em suy ra ancol là cái gì? Là hợp chất có nhóm OH liên kết với carbon. Thế nào nhỉ? Carbon là chỉ liên kết đơn, gọi là carbon gì em? Chỉ chứa liên kết đơn thì gọi là no hay không no? Gọi là no, đúng rồi. Là hợp chất có nhóm H liên kết với carbon no. Đấy. Thế là tên gọi của nó một chút nhá. Tên gọi có hai loại tên, đó là tên thường, tên thông thường và tên thay thế. Ví dụ là CH3OH thì tên thông thường là ancol methylic. Ancol methylic. Bây giờ ta phân tích cái cấu tạo tên này. Ancol methylic thì có chữ gì đứng trước đây em? Ancol, đúng rồi. Có chữ gì đây nữa? Metin. Metin là cái nhóm gì? CH3. Cái đuôi X này. Đuôi X là tên của cái nhóm OH này. Hãy thêm X vào đây rồi. X là tên nhóm OH. Rồi. Thể liên thứ hai là C2H5OH. Thì cái đọc là gì đây? Ancol ethylic. Đúng rồi. Ancol ethylic. Trước đây người ta gọi là rượu em ạ. Rượu ethylic hoặc là rượu methylic. Thế nhưng bây giờ người ta đổi lại thành ancol. Ancol là theo tiếng quốc tế. Cái chất CH5OH này chính là chất mà chúng ta vẫn uống đấy, uống rượu, uống bia đấy. Chính là CH5OH. Tất nhiên là nó phải là loãng. Người ta cho vào nước. Loãng thì làm uống được, chứ còn nếu mà nguyên chất không uống được. Đấy. Cồn 90 độ đấy, chính là C2OH 90%, khá đặc, không uống được, chỉ có dùng để nướng mực thôi. Đấy. Xong chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục đến tên thay thế nha. Thì cái này có tên là methanol. Methanol. Các em có hiểu cấu tạo của methanol là gì không? Có nghĩa là metan. Metan là từ cái gì nhỉ? Từ CH4. Thế còn cái đuôi OL này chính là tên của nhóm OH. Đấy. Vậy thì cái dưới này là có gì? Ethanol. Đúng rồi. Đơn giản vậy thôi. Số C cộng đôi on thôi. Đấy, phải giới thiệu một chút về các em biết về ancol. Bây giờ thầy dẫn sang phần B là phenol. Đấy, phenol. Phenol thì nó như thế này. Để thầy ví dụ này. OH như này. OH là CH3 như này. Đấy. Ví dụ thế. Vậy thì phenol nó phải có cái vòng gì các em nhỉ? Phải có vòng benzen.
Và có gì nữa? Nhóm OH liên kết trực tiếp với vòng. Đấy, trực tiếp với vòng. Thế còn như này nhá, có vòng benzen này, có OH này. Thế nhưng mà cái này không phải là phenol. Nó là ancol. Đấy, nó là ancol. Vì sao nhỉ? Vì nhóm OH nó có liên kết trực tiếp với vòng không? Không, liên kết gián tiếp qua cái C này. Vậy không phải là phenol. Đó, các em đưa ra định nghĩa. Phenol là hợp chất có nhóm OH liên kết trực tiếp với vòng benzen. Xong chưa? Bây giờ các em học sang phần C là aldehyde. Aldehyde. Cái ví dụ này, CH3CHO, HCHO, CH3CH2CHO. Đấy. Vậy thì em thấy aldehyde là đều chứa nhóm gì đây? CHO. Đơn giản vậy thôi. Cái nhóm CHO này bản chất nó là cái gì? Bản chất của nhóm CHO chính là H này. Đấy, H này. Đây. Bản chất của nhóm CHO là như này, một C và một H liên kết với một đô, một O là có oxy, cầu là qua cái liên kết đôi. Đấy. Vậy thì aldehyde là hợp chất chứa nhóm CHO. Cần đơn giản nhất là chứa nhóm CHO. Đấy, aldehyde. Thế còn tính chất của aldehyde là gì? Thế thì thầy sẽ dạy các em trong các cái bài liên quan. Ví dụ như là thầy đang dạy các em kiến thức lớp 12 chẳng hạn, thì nó có dùng kiến thức nào của lớp 11 thì thầy sẽ nhắc lại. Đấy, chứ không dạy hệ thống từ đầu nó sẽ quá tốn thời gian. Thế còn tên gọi? Tên gọi thì cái HCHO này người ta gọi là aldehyde formic. Aldehyde formic. Thế còn CH3CHO thì gọi là aldehyde acetic. Đấy. Chúng ta tiếp tục với phần D là axit. Đây, D là axit. Axit. Đây, thầy lấy ví dụ này thôi. Là HCOOH, CH3COOH. Đấy, vòng benzen. COOH. Thế còn cái nhóm COH là như nào? Thầy cứ rõ ra C H à, CO OH như này. Đấy, đây là cấu tạo của nhóm COH. Thầy xem thấy rằng là axit đều có chứa nhóm gì đây? COH. Đấy, vậy thì chứa nhóm COH. Đấy là gọi là axit.
Nào, bây giờ các em sẽ có một cái số tên của nó. HCOOH thì có tên là acid formic. Đấy, acid formic. Hay còn CH3COOH acid acetic. Hay còn cái vòng này COH gọi là acid benzoic. Đấy, một số các cái acid như thế. Thế còn bắt đầu phần tiếp theo là phần este. Đấy, este là thuộc kiến thức lớp 12 rồi. Thì các em sẽ được học chi tiết hơn, học bài bản hơn. Đấy, học các cái phản ứng cụ thể. Tên gọi thế nào, rồi là cách viết đồng phân thế nào, để các em sẽ học ở buổi sau, được chưa? Đấy, thế thì toàn bộ buổi này là thầy gọi là sâu chuỗi lại những kiến thức cốt lõi nhất của chương trình lớp 11. Đấy, để các em gọi là nắm được một cách sơ lược. Còn buổi sau là thầy dạy chi tiết thế nào là este, thế nào là lipid, rồi định, rồi là viết đồng phân, danh pháp, rồi các cái phản ứng của nó, thầy sẽ dạy chi tiết hơn. Bắt đầu từ phần đấy thì sẽ là thi tốt nghiệp. Thế còn tất cả cái này là chỉ là kiến thức nền thôi. Đấy, các em hiểu chưa? Các em hiểu mục đích của chúng ta chưa? Đấy, thì các em nay tạm nghỉ ở đây nhé. Đấy, còn 2 phút nữa mới hết giờ, nhưng mà thôi thầy cho các em nghỉ thôi.